ngan được không? Con ngan hả? Con ngan thì cũng ăn ok. Súp lòng lợn. Có vậy hả? Đặc sản. Ồ, đặc sản Vinh đó hả? Đặc sản Nghệ An đó hả? Dạ. Đặc sản Nghệ An đây nè, lươn đây nè. Súp lươn. Ngon. Ông có hỏi tôi chưa? Ông kêu vô thăm. Kêu đi đi. Kỳ cục. Cực kỳ ngon. Có gì phạm chỉ, cực kỳ ngon. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, có thăm quê bác không? Làm gì? Quê bác. Ồ, xin phép anh nha. Lúc đó anh mắc cầu. Rồi, bây giờ nè, chương trình bây giờ nè, 9 giờ rưỡi đi bộ ra từ chợ Vinh. Ha, 10 giờ rưỡi về check out, check đồ, mình đi Cửa Lò. Được chưa? Được. Rồi. Làm xe nữa hả? Làm xe đúng không? Quay bắt làm xe. Được chưa? Có vậy hả? Có người mà ông đứng đó nghe nó thấy mình xong nó nói xong rồi là có người đứng tại chỗ khóc luôn á. Dễ sợ vậy ta. Lắm. Con nhỏ nào độc đáo rồi đó. Ô đi vô. Cho nên mình thay đổi vậy. Mà giận mấy đứa nhỏ thì không. Bỏ cho nó nhà đi rồi. Là mình đi bộ. Em muốn anh giữ mấy nhỏ giùm em không? Em đi chợ cho thoải mái. Chứ vô chợ gì nóng mà hôi mà. Muốn chị xin nữa. Đi cho biết. Ừ, thì em đi nữa. Mà chú mà đi theo khiên đồ chứ đồ mua ai khiên? Em mua gì vậy? Mua gì mà? Em muốn mua gì không? Không, thùng em phải đi theo đúng rồi, thùng em là dân rành trời, dân rành mua sắm đó. Giá đó đúng rồi. À, thùng em là dân rành trả giá mua sắm, biết cái nào ngon cái nào dở nữa. Em đi. Anh nhớ đem theo cái mặt kèo kìa. Không quá, mình trở lại chứ. Chợ là chợ Vinh đó, chứ không chợ Vinh. Vâng, có mặt kèo chứ không Nguyễn? Có mặt kèo chưa? Chút đi chợ chắc sẵn mua luôn. Hồi sẵn mua luôn. Rồi, sẵn mua luôn. Mua chợ là họ mua mặt kèo trước á. Chứ đừng mua gì. Chợ Vinh kìa. Mà nghe tỉnh Hà An, nghe Hà Tĩnh nghe em nói chuyện mình khó nghe hơn Huế với Đà Nẵng. Quảng Nam vậy này khó nghe được hơn. À, cái này khó nghe hơn. Không, Quảng Nam mà đúng gốc Quảng Nam đó thì khó nghe lắm đây. Em biết nhưng mà em nghe được. Nhưng mà Hà Tĩnh nó nhanh lắm. Mà ở đây là thị tứ rồi đó. 9:25 anh Kiệt ơi. Rồi, mình đi ra đi ha. Ra chờ.